Binh sĩ Nga ở Melitopol tử vong vì thực phẩm nhiễm độc Nga tập trung binh lực chấn áp cứ điểm của Ukraine ở tả ngạn sông Dnieper Tổng thống Ukraine thừa nhận Nga không bị cô lập Chuyên gia chỉ ra lý do Israel chủ đích phá hủy các tòa nhà ở Gaza Hamas công bố chi tiết thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, dẫn lời của ông Ivan Fedorov, thị trưởng thành phố Melitopol tại Đông Nam Ukraine nói rằng Hiện có nhiều binh sĩ Nga ở Melitopol đã tử vong vì thực phẩm nhiễm độc. Trong khi đó, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Ukraine mới đây đã nỗ lực thực hiện chiến dịch đổ bộ theo hướng Kherson. Tuy nhiên, nước này đã phá tan âm mưu đổ bộ của lực lượng Ukraine và gây thương vong lớn cho đối thủ. Hãng tin Ukriform dẫn lời ông Ivan Fedorov, thị trưởng thành phố Melitopol tại đông nam Ukraine, Nói trên truyền hình quốc gia rằng các binh sĩ Nga đi ăn tại một quán cà phê ở địa phương đã tử vong vì thực phẩm bị nhiễm độc. Theo ông Fedorov, binh sĩ Nga tại các khu vực ở Ukraine không chỉ thiệt mạng vì các vụ nổ do lực lượng kháng chiến gây ra. Quan chức này cho hay, binh sĩ Nga đã gọi đồ ăn tại một quán cà phê địa phương và sau khi ăn, họ đã bị hạ độc và một số người đã tử vong. Ông Fedorov nói, nhà chức trách Nga đang cố gắng tìm người giao đồ ăn nhưng không thành công. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Vừa qua, nước này đã phá một âm mưu đổ bộ của lực lượng Ukraine ở Kherson và gây thương vong lớn cho đối thủ. Được biết, Kherson là một trong bốn khu vực của Ukraine đã sắp nhập vào Nga hồi năm ngoái. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết hải quân đánh bộ, pháo binh nước này đã giao chiến với lực lượng Ukraine tìm cách đổ bộ lên những cù lao ở cửa sông Dnep, tỉnh Kherson. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hầu hết binh sĩ Ukraine bị hạ tại chỗ, những người còn sống đều ra hàng. Giao tranh ở bờ đông sông Dnieper gần đây gia tăng khi Ukraine triển khai nhiều đơn vị vượt sông trong nỗ lực tạo chỗ đứng trong khu vực. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine bị đánh giá gần như đã thất bại, khi họ chỉ kiểm soát một số ngôi làng và không thể xuyên thủng thêm phòng tuyến của Nga. Theo đó, các lực lượng Ukraine đã hứng chịu thương vong lớn và mất nhiều thiết bị khi cố gắng đổ bộ lên các đảo Dnipro hiện vẫn chưa rõ nỗ lực của Ukraine nhằm giành được chỗ đứng ở bờ đông sông Dnipro có ý nghĩa như thế nào. Được biết, Kherson là một trong bốn khu vực của Ukraine đã sắp nhập vào Nga hồi năm ngoái. Thưa quý vị, Nga vừa qua cho biết lực lượng thủy quân lục chiến, không quân và pháo binh của nước này đang cố gắng chặn đứng nỗ lực của Ukraine nhằm thiết lập các vị trí ở bờ đông sông Dnipro và trên các hòn đảo ở cửa sông. Được biết, Nga đang gây sức ép đối với Ukraine cạnh đâm lầy ở thượng nguồn con sông. Ngày 20 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng thủy quân lục chiến của hạm đội Biển Đen đang ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm đổ bộ lên các hòn đảo trên sông và tả ngạn con sông Dnep. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ cận vệ 810 đang đẩy lùi lực lượng đối phương. Họ đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, mặc dù kết quả cuộc giao tranh vẫn chưa rõ ràng nga cho biết các lực lượng ukraine đang chịu thương vong nặng nề và mất nhiều trang thiết bị khi cố đổ bộ lên các đảo ở sông doniape một số blogger quân sự cho biết nga đang gây sức ép đối với ukraine ở khu vực gần làng karinki cạnh đầm lầy ở thượng nguồn con sông vẫn chưa rõ nỗ lực vượt sông có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc phản công của ukraine nhưng điều đó khiến họ rơi vào tình thế khó khăn giữa một bên là sông, đầm lầy và một bên là phòng tuyến kiên cố của Nga. Trang truyền thông độc lập Gorgonjo đưa tin, quân đội Ukraine được sự yểm trợ của pháo binh đã tiến hành tấn công các vị trí của Nga từ ngôi làng Karinok ở tà ngạn sông Dnipe và tiến vào một khu rừng gần ngôi làng này. Mục tiêu của hoạt động này là tiếp cận đường cao tốc M14. Nếu Ukraine thành công, họ có thể kiểm soát nhiều tuyến giao thông trong khu vực. Để ngăn chặn nỗ lực của Ukraine, Nga đã tích cực pháo kích vào các vị trí của Ukraine ở nhiều khu định cư khác nhau. Cách đây vài ngày, các lực lượng Ukraine đã thực hiện thành công các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga ở bờ đông sông Dnipro. Chỉ vài ngày sau khi Moscow thừa nhận Kiev đã giành được chỗ đứng ở khu vực này. Tuyên bố của quân đội Ukraine nêu rõ lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng củng cố một số đầu cầu đổ bộ ở tà ngạn sông Dnipro dọc mặt trận vùng Kherson. Các đơn vị phòng thủ tiếp tục giữ vững vị trí và đang thực hiện các bước đi để mở rộng cứ điểm. Trước đó, Thủy quân lục chiến Ukraine cho biết đã tiến hành thành công một loạt hoạt động và giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở bờ đông con sông. Theo lực lượng này, Nga đã tổn thất khá nhiều binh sĩ trong các cuộc giao tranh với Ukraine ở khu vực sông Dnipro. Tuy nhiên, Moscow chưa xác nhận thông tin. Việc vượt sông thành công đánh dấu một bước tiến đáng kể cho Ukraine trong bối cảnh cuộc phản công kéo dài hơn 5 tháng qua hầu như vẫn dậm chân tại chỗ và không thể giúp Ukraine lật ngược tình thế cuộc xung đột kéo dài 21 tháng. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, những trận chiến khó khăn đang diễn ra ở bờ đông sông Dnipro sau khi một số đơn vị Ukraine đổ bộ. Bộ này nêu rõ một trong những mục tiêu chính của hành động này là đẩy đối phương càng xa bờ sông càng tốt. Pháo binh Nga càng bị đẩy ra xa thì chiến tuyến càng an toàn. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 18 tháng 11 đã đăng tải nhiều hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ nước này đang đứng ở bờ đông sông Dnieper. Một số hình ảnh ghi lại cảnh lính Ukraine đang băng qua sông bằng thuyền nhỏ. Kiev hy vọng việc thiết lập chỗ đứng vững chắc tại bờ đông sông Dnieper sẽ mở ra tuyến đường mới giúp tấn công vào bán đảo Crimea dễ dàng hơn. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga không cảm thấy lo sợ vì cho đến nay, nước này đã tránh được phản ứng dữ dội của toàn thế giới. Trong khi hầu hết các nước phương Tây, bao gồm Mỹ đã lên án kế hoạch quân sự và áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga, thì nhiều quốc gia Nam Bán Cầu vẫn giữ lập trường trung lập và duy trì nguyên vẹn mối quan hệ với Moscow. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh phương Tây đã thất bại trong việc biến nước Nga thành một quốc gia bị quốc tế cô lập. Ông cho biết Thay vì bị cộng đồng quốc tế xa lánh, Moscow vẫn tham gia nhiều hội nghị thượng đỉnh và sự kiện toàn cầu quan trọng mà không chịu bất kỳ hạn chế nào. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Moscow đã ngăn chặn được nguy cơ đổ vỡ nền kinh tế sau khi phải hứng chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào nước này kể từ năm 2022. Bên cạnh đó, ông Peskov cũng nhấn mạnh nền kinh tế Nga đang phải chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt chưa từng có, và Nga không chỉ phải xoay sở để đảm bảo ổn định tình hình mà còn tạo xu hướng tăng trưởng cho nền kinh tế. Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên bang Nga, Rostat công bố hôm 15 tháng 11, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 3 vừa qua đạt 5,5%. Đây là quý thứ hai liên tiếp kinh tế Nga ghi nhận tăng trưởng sau khi bị suy giảm trước đó. Động lực chính thúc đẩy Nga tăng trưởng là lĩnh vực sản xuất, tăng 10,2%, xây dựng tăng 8% và nông nghiệp tăng 4%. Ngoài ra, nền kinh tế cũng được hỗ trợ nhờ tăng trưởng trong hoạt động tiêu dùng khi doanh thu bán buôn tăng 22,9%, doanh thu bán lẻ tăng 11,3%. GDP trong quý 1 của Nga giảm 1,9%, GDP quý 2 tăng trưởng ở mức 4,9%, đánh dấu lần đầu tiên kinh tế Nga tăng trưởng sau khi suy giảm nhanh chóng trong năm ngoái do chịu tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Trong khi đó, ông Zelensky đã nỗ lực xoa dịu kỳ vọng của phương Tây, thừa nhận Ukraine đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và Kiev cần nhiều thành tựu hơn trên chiến trường. Ông Zelensky nói, đây không phải là một bộ phim không thể có phép thuật mỗi ngày. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công của Kiev chống lại Moscow đang rơi vào bế tắc. Chiến dịch phản công này đã được tiến hành từ đầu mùa hè nhưng không đạt được bước tiến đáng kể nào. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh Kiev sẽ không bao giờ chấp thuận bất kỳ thỏa thuận nào công nhận Crimea và bốn khu vực của nước này bỏ phiếu sáp nhập Nga vào mùa thu năm ngoái. Ông giải thích, Kiev chưa sẵn sàng cho kế hoạch hòa bình như vậy, đàm phán hòa bình sẽ chỉ diễn ra khi phía Nga chấm dứt xung đột. Trong khi đó, hồi đầu tháng này, đài NBC đưa tin giới chức phương Tây đang đàm phán với Kiev về việc liệu nước này có thể xem xét một số nhượng bộ đối với Nga để chấm dứt xung đột hay không. Giới chức lo ngại Ukraine đang dần cạn kiệt nguồn lực. Hôm 20 tháng 11, ông Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói rằng Kiev lo ngại các cuộc thảo luận giữa một số đối tác về khả năng ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh nước này có ý định chiến đấu đến cùng. Cuộc tiến công của Ukraine ở tà ngạ sông Dnipe do Nga kiểm soát được coi là tin vui đối với Kiev sau nhiều tháng phản công không ngừng nghỉ. Nhưng điều này khó có thể tạo ra bước đột phá thực sự trên chiến trường, các chuyên gia nhận định. Cả Nga và Ukraine tuần trước cho biết lực lượng Ukraine đã thiết lập sự hiện diện ở bờ đông sông Dnipro. Vào ngày 19 tháng 11, quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi binh sĩ Nga ra khỏi khu vực cách bờ sông từ 3 đến 8 km. Như vậy, gần nửa năm sau cuộc phản công chậm chạp diễn ra từ tháng 6 năm 2023, việc băng qua con sông rộng lớn bằng những chiếc xuồng cao tốc nhỏ được coi là một thành công lớn đối với Kiev. Phát biểu với AFP, ông Michael nhà phân tích quân sự người Nga cho rằng nhiệm vụ của Ukraine ở tà ngạn có thể là tiến hành một chiến dịch tấn công lớn nhằm tiến tới bán đảo Crimea mà Nga sắp nhập vào năm 2014. Nhưng rất khó để đoán biết tình hình sẽ như thế nào trong tương lai vì có rất nhiều yếu tố phụ thuộc vào quyết định mà cả hai bên đưa ra. Theo nhà phân tích này, Ukraine đã thành công trong việc thiết lập một đầu cầu khá rộng ở tà ngạn con sông và đang nỗ lực mở rộng vị trí. Ông Vladimir sando Quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực Kherson thừa nhận hàng chục binh sĩ Ukraine đã thiết lập các cứ điểm ở ngoại ô làng Karinki ở bờ đông con sông. Nhưng dưới sức tấn công của Nga, các vị trí của họ chỉ tồn tại được hơn 2 ngày, ông Sando lưu ý. Nhiều nhà phân tích cho rằng lãnh thổ mà Kiev giành được là quá nhỏ. Michel Goya, cựu đại tá quân đội Pháp nhận định hoạt động của Ukraine khá hạn chế và mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, điều này cho phép họ có thể tuyên bố một chiến thắng nhỏ sau những thất bại trong cuộc phản công lớn. Theo các nguồn tin của quân đội và tình báo Pháp, làng Karinki dường như không phải là ưu tiên hàng đầu của Moscow khi quân đội Nga tập trung bao vây thị trấn Adipka ở khu vực Donetsk phía đông Ukraine. Còn Alexander Kramchikin, nhà phân tích quân sự ở Moscow đánh giá, Kiev chỉ đạt được những bước tiến vi mô ở tả ngạn sông Dnieper và không đủ để giúp họ triển khai thêm phương tiện vũ khí. Nếu Ukraine không có đủ trang thiết bị, họ sẽ không có khả năng tiến hành cuộc phản công quyết định ở khu vực này. Các chuyên gia quân sự cho rằng, để biến thành công nhỏ thành bước đột phá lớn, các lực lượng Ukraine cần phải triển khai thêm binh sĩ ở tà ngạn bằng cách vượt qua con sông rộng lớn và các khu vực đầm lầy khó khăn. Theo nhà phân tích Michael Nack, nhiệm vụ trước mắt của Ukraine là cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Nga. Để thực hiện nhiệm vụ này, họ phải liên tục mở rộng đầu cầu đổ bộ trong bối cảnh Nga đang chịu tổn thất đáng kể ở khu vực Kherson. Mặc dù hoạt động của Ukraine ở bờ đông sông Dnipro đang tiến triển, nhưng lại diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn vì con sông đặt ra trở ngại nghiêm trọng đối với công tác hậu cần. Ukraine không chỉ gặp thách thức trong quá trình điều chuyển nhân sự, phương tiện chiến đấu và trang thiết bị hạng nặng vượt sông mà còn phải chịu hỏa lực dày đặc từ phía nga. Hơn nữa, do Kiev không có lực lượng tiếp viện, nên mọi hoạt động đều rất rủi ro. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ xác nhận, Ukraine đã đưa được một số lượng nhỏ thiết giáp hạng nặng tới tả ngạn sông Dniêpe với sự hỗ trợ của phương tiện đổ bộ. Nhưng vượt sông luôn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, ngay cả với những binh sĩ được huấn luyện tốt. Đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã chiếm được một số vị trí như làng Karinki, cách thành phố Kherson 30 km về phía đông bắc và cách sông Dnipe 2 km, và các khu vực gần làng Poima, Pichanivka, Pistepne, cách Kherson 10 đến 17 km về phía đông và cách sông Dnipe 3 đến 4 km. Hoạt động của Ukraine tại bờ đông sông Dnipe đã gây áp lực lớn cho Nga, buộc Moscow phải chuyển một phần lực lượng dự trữ tới Kherson và giảm sức chiến đấu ở một số khu vực khác trên mặt trận. Tuy vậy, để mở tuyến đường thẳng tới Crimea, Kiev cần phải triển khai hàng nghìn binh sĩ và phương tiện hạng nặng chốt chặn ở tà ngạn con sông. Nhà phân tích Mikola Bielieskov của Ukraine cho rằng, thách thức lớn đối với Ukraine là đảm bảo hoạt động bền vững của các đơn vị vượt sông. Kiev cần phải có đầy đủ thiết bị bắc cầu và chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hậu cần, bởi bất kỳ cây cầu tạm nào cũng dễ bị phá hủy trước hỏa lực trên không và trên bộ của Nga nếu Kiev không có các biện pháp ngăn chặn phù hợp trước hết khu vực tả ngạn sông Dnieper khá bất tiện cho nga về mặt hậu cần vì địa hình xa xôi hiểm trở trước đó nga đã triển khai phần lớn nhân sự và vũ khí từ khu vực này sang các nơi khác trên mặt trận để đẩy lùi cuộc phản công của ukraine do vậy các đơn vị của nga ở đây đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực thứ hai địa hình tại khu vực tả ngạn con sông thấp hơn so với khu vực hữu ngạn điều này đồng nghĩa với việc nga sẽ gặp nhiều thách thức khi muốn đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi các cứ điểm mà họ đã thiết lập. Trong trường hợp Nga muốn tiếp cận phòng tuyến của Ukraine ở hữu ngạn con sông, pháo binh Ukraine có thể ra đòn đáp trả mạnh mẽ và khiến Nga phải chịu tổn thất. Cuối cùng, một yếu tố khác có thể mang lại lợi thế cho Ukraine là ở tả ngạn sông Dnipro, các tuyến phòng thủ và công sự của Nga không kiên cố như ở vùng Zaporizhia. Như vậy, Kiev sẽ có cơ hội mở rộng vùng kiểm soát và ra đòn quyết định đối với lực lượng đối phương. Hiện các chuyên gia quân sự vẫn hạn chế suy đoán về diễn biến cuộc giao tranh tại Khe Sơn vì chưa thể nắm bắt được kế hoạch quân đội Ukraine và mục tiêu chính xác mà họ theo đuổi. Nhưng hầu hết các ý kiến đều cho rằng mối lo ngại lớn nhất đối với Ukraine vẫn là thời tiết xấu trong mùa đông. Tình trạng băng tuyết và lầy lội không chỉ gây khó khăn cho việc tiến quân mà còn gây ra nhiều vấn đề với hoạt động trinh sát trên không. Thưa quý vị, Bộ trưởng Lloyd Austin đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev cùng tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ. Chuyến thăm bất ngờ này được cho là gửi thông điệp rõ ràng rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ không bị suy giảm bởi cuộc chiến của Israel với các chiến binh Hamas ở dài Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 20 tháng 11 đã có chuyến thăm bất ngờ từ Kiev trong nỗ lực được cho là để chấn an Ukraine về nguồn cung vũ khí cho nước này. Ông Austin đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và tướng Valery quan quân sự hàng đầu của Ukraine. Đáng chú ý đi cùng Bộ trưởng Lloyd Austin đến Kiev lần này có tướng Christopher Cavalry, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, đồng thời giữ chức tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của NATO tại châu Âu. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Cavalry tới thủ đô Ukraine kể từ xung đột vũ trang Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Chuyến thăm của Bộ trưởng Austin và tướng Cavalry được cho là gửi thông điệp rõ ràng rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ không bị suy giảm bởi cuộc chiến của Israel với các chiến binh Hamas ở giải Gaza. Tại Kiev, ông Austin thông báo rằng quân đội Mỹ sẽ gửi khoảng 100 triệu đô la Mỹ hỗ trợ các thiết bị quân sự cho Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không Stinger, đạn pháo và đồ bảo hộ chống thời tiết lạnh. Quy mô của gói viện trợ lần này nhỏ hơn hầu hết các thông báo viện trợ của Mỹ trước đây, dường như phản ánh thực tế mới về những hạn chế chặt chẽ hơn ở Mỹ đối với khoản viện trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lưu ý các lực lượng Ukraine đã có tất cả những gì họ cần để chiến đấu với quân Nga trong mùa đông. Mặc dù vậy, hồi tuần trước, Tổng thống Zelensky than thở rằng việc chuyển giao đạn pháo 155mm rất cần thiết cho Ukraine đã bị chậm lại kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ giấu tên hôm 20 tháng 11 cho biết, đến thời điểm này, Mỹ chưa chuyển hướng hay cắt bất kỳ gói viện trợ nào dành cho Ukraine vì xung đột israel hamas Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết họ hiện đang cân nhắc sự hỗ trợ của Ukraine khi kho dự trữ sẵn có ngày càng cạn kiệt. Các quan chức tháp tùng ông Austin thừa nhận sẽ có thể mất một thời gian để tiếp tục gửi viện trợ, bao gồm cả vũ khí tầm xa và đạn pháo, vốn là nền tảng trong chiến lược quân sự của Ukraine. Trong một bức thư gần đây gửi tới các nhà lập pháp Mỹ, một số quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hỗ trợ nguồn lực cho Kiev, cảnh báo rằng việc giảm hoặc trì hoãn hỗ trợ ngân sách trực tiếp sẽ làm tổn hại đến nỗ lực quân sự của Ukraine. Ukraine đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách khoảng 42 tỷ đô la Mỹ vào năm tới. Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yuria Sirisdenko chia sẻ, chúng tôi rất mong đợi sự hỗ trợ từ phía Mỹ đối với nỗ lực quan trọng này, đồng thời cũng lưu ý rằng bà đã nhận ra tầm quan trọng của việc Ukraine cần phải tự chủ hơn. Trong khi các nhà lập pháp của lưỡng đảng Quốc hội Mỹ có chung tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ Israel, thì họ dường như bị chia rẽ và vết dạn này ngày càng lớn hơn trong vấn đề viện trợ cho Ukraine. Điều đó cũng làm tăng khả năng một số người có thể cố gắng ép ông Zelensky đàm phán với Nga tổng thống zelensky cho đến nay vẫn kiên quyết cho rằng bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào sẽ chỉ mang lại lợi ích cho nga và ông sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó không chỉ nội bộ mỹ một số nước châu âu cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về triển vọng của ukraine phản công nga một quan chức châu âu giấu tên thừa nhận tình hình khá tồi tệ chỉ vài tháng trước người ta còn hy vọng rằng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phương tây đặc biệt là mỹ sẽ giúp ukraine chiếm thế thượng phong trên chiến trường nhưng sự bế tắc ở tiền tuyến và những dấu hiệu cho thấy nguồn viện trợ khó khăn đã khiến nhiều người ở châu âu lo lắng vì quan chức châu Âu nêu trên cho rằng Ukraine cần phải có đòn bẩy mạnh mẽ để có thể đàm phán với Nga. Nếu trong tình cảnh hiện nay Ukraine phải đối thoại thì Kiev không có đòn bẩy nào. Một số nhà ngoại giao và quan chức khác thì lo ngại rằng một cuộc xung đột đóng băng sẽ giúp Nga có thời gian xây dựng lại lực lượng vũ trang và Moscow có thể tiếp tục tấn công trong vòng vài năm. Nhưng một thực tế mới sẽ là phản ứng mạnh mẽ của EU nhưng trong suốt một năm rưỡi đầu tiên của cuộc chiến sẽ không còn nữa. Mùa xuân năm nay, các quốc gia EU đã cam kết viện trợ cho Ukraine 1 triệu viên đạn trong vòng một năm để chiến đấu với Nga. Nhưng đến tuần trước, khi chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm 2023, các quan chức EU thừa nhận rằng họ sẽ không thể đạt được mục tiêu đó. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói tại Brussels, con số 1 triệu sẽ không đạt được. Bạn phải thừa nhận điều đó. Các quan chức cho biết cho đến nay, họ đã chuyển giao cho phía Ukraine 300.000 viên đạn. Chính phủ mới của Slovakia trong tháng này đã từ chối gói viện trợ quân sự được đề xuất cho Ukraine. Việc Thủ tướng Slovakia Robert Fico thực hiện đúng lời hứa tranh cử đã làm dấy lên lo ngại rằng những nhà lãnh đạo vốn hoài nghi hiệu quả của việc viện trợ cho Ukraine sẽ được truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, trong khi Ủy ban châu Âu công khai ca ngợi tiến bộ của Ukraine trong việc mở các cuộc đàm phán tư cách thành viên chính thức để gia nhập Liên minh châu Âu-EU, thì trong các cuộc trò chuyện riêng tư, các quan chức và nhà ngoại giao lại bày tỏ sự hoài nghi về sự sẵn sàng của nước này, viện dẫn những lo ngại về tham nhũng. Một đại sứ của một nước Trung Âu tại Kiev không muốn nêu danh tính nói, Mỹ có niềm tin mạnh mẽ rằng Ukraine không được thất bại. Điều này khác với niềm tin của các nước trong khu vực, chúng tôi tin rằng Ukraine phải thắng. Các đơn vị quân đội Ukraine đã bắt đầu tiếp nhận phiên bản tiên tiến của máy bay không người lái cảm tử UAV Lancet, được tích hợp camera phụ trợ và đầu đạn nổ lõm tandem. Đây là thiết bị nổ được thiết kế để thực hiện hai hoặc nhiều bước nổ lõm kế tiếp nhau, có thể xuyên phá giáp lồng bảo vệ và giáp phản ứng nổ RA. Cải tiến này đã bổ sung thêm tính năng mới cho UAV Lancet ngoài khả năng bay tự động và nhận dạng mục tiêu tự động. Phiên bản UAV Lancet hiện đại có thiết kế đặc biệt với thân hình ống. Đáng chú ý, quân đội Ukraine đã thừa nhận mối nguy hiểm do các biến thể mới của UAV gây ra, đồng thời thảo luận về các biện pháp kỹ thuật và chiến thuật để đối phó với mối đe dọa này. Thời gian gần đây, có rất nhiều báo cáo về việc Nga đã tiến hành nâng cấp UAV Lancet đặc biệt là cải tiến về động cơ, đầu đạn, tầm bắn, công nghệ theo dõi và hệ thống quang học. Tuy vậy, những tính năng mới này có thể không được tích hợp cho một mô hình duy nhất. Thay vào đó, chúng xuất hiện trên nhiều phiên bản và lô sản xuất khác nhau. Sự điều chỉnh này cho thấy không phải tất cả các đơn vị bộ binh và đơn vị lính dù của Nga đều có thể sử dụng các phiên bản giống nhau Việc phân bổ UAV Lancet có thể được điều chỉnh dựa trên nhu cầu riêng của các nhánh trong quân đội Nga hoặc khu vực mà họ hoạt động, chẳng hạn như Đông Bắc, Đông Nam hoặc phía Nam Ukraine. UAV Lancet phiên bản mới của Nga có thể vượt qua lưới chống máy bay không người lái, xuyên qua lớp giáp lồng và giáp RA, cũng như chống lại các giải pháp nhằm bẫy hoặc vô hiệu hóa UAV mà Ukraine sử dụng trước đó để chúng không thể lao tới mục tiêu. Kênh Telegram UAV Tech của Nga cho biết, phiên bản UAV Lancet nâng cấp đã xuất hiện trên chiến trường. Chúng được trang bị hệ thống LiDAR, cho phép đo khoảng cách chính xác đến mục tiêu và kích hoạt đầu đạn từ xa. Với đầu đạn nổ tan đem, UAV Lancet có thể xuyên thủng lưới hoặc lớp giáp và phá hủy phần bên trong. Lưới chắn và giáp chắn sẽ không còn hiệu quả nữa. UAV có tính năng tìm kiếm mục tiêu tự động nhờ được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Theo UAVtech, UAV Lancet đã phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 MLRS và pháo tự hành Dana SPG của Ukraine vào giữa tháng 10. Hình ảnh được binh sĩ Nga công bố cũng cho thấy những chiếc Lancet được gắn hai camera cỡ nhỏ của hệ thống LIDA phía sau cụm cảm biến dẫn đường ở mũi UAV. LIDA, viết tắt của cụm từ Light Detection and Ranging, là một công nghệ đo khoảng cách, lập bản đồ ba chiều với nguyên lý hoạt động tương tự radar, nhưng sử dụng các chùm tia laser hoặc hồng ngoại thay vì sóng vô tuyến. Nguyên lý hoạt động cơ bản của Lidar là phát một chùm tia laser tới một bề mặt và đo khoảng cách phản xạ lại của laser. Lidar có thể đo đạc, khảo sát, lập bản đồ về địa hình trái đất. Khi kết hợp với UAV, máy đo khoảng cách laser và camera quang học của hệ thống có thể đo khoảng cách tới mục tiêu. Lidar sẽ xác định lồng bảo vệ hoặc lớp giáp kim loại ở phía trước xe tăng, hoặc pháo và lập trình đầu đạn tương ứng giải pháp kỹ thuật này cho phép bạn giải quyết vấn đề với lưới chống máy bay không người lái, từng là rào cản lớn khiến UAV Nga khó hoạt động, báo cáo của Militanyi cho biết. Việc xuất hiện phiên bản cải tiến có thể xuyên phá lớp giáp là tin tức cực kỳ xấu đối với Ukraine, trang tin này lưu ý. Theo Militani, hiện rất ít các biện pháp hiệu quả để đối phó với UAV Lancet, phiên bản mới của Nga, ngoại trừ việc sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử mạnh mẽ như Bukovel. Hoạt động của UAV Lancet có thể bị phát hiện nhờ máy phân tích phổ tần số vô tuyến Lancet, Zala và các UAV trinh sát sát thường hoạt động trong giải tần 868-870 MHz và 902-928 MHz. Giải tần này thường có dạng đặc trưng là hai đỉnh nhọn. Chuyên gia Sehi Fleth lưu ý rằng, các đơn vị tác chiến điện tử trên mặt đất của Nga không thể bảo vệ Lancet vì nếu họ phát tín hiệu gây nhiễu thì điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của UAV, cần phải lưu ý rằng Lancet không có mô đun định vị được bảo vệ chống lại thiết bị tác chiến điện tử. Ukraine dường như đã xác định được lỗ hổng này và chuẩn bị biện pháp đối phó với Lancet khi không có hoạt động gây nhiễu hoặc sự can thiệp bằng EW của Nga. Theo tạp chí Newsweek, văn phòng báo chí của cơ quan an ninh Ukraina FBU nói với các hãng truyền thông nước này rằng một tay súng bắn tỉa người Ukraina đang phục vụ FBU đã bắn hạ một binh sĩ Nga ở khoảng cách 3.800 mét. Văn phòng báo chí FBU nói với truyền thông Ukraina rằng lính bắn tỉa FBU đã lập kỷ lục thế giới khi thực hiện thành công phát súng. Anh ta đã bắn trúng một người lính Nga từ khoảng cách đáng kinh ngạc. FBU nói thêm rằng phát súng này đã phá kỷ lục thế giới trước đó với khoảng cách xa hơn 260 mét. Trong khi đó, theo Newsweek, các hãng truyền thông Ukraine cũng chia sẻ đoạn phim được cho là ghi lại phát súng kỷ lục thế giới. Đoạn phim gây sốc cho thấy, một trong những binh sĩ Nga đã gục xuống đất sau khi tay súng bắn tỉa Ukraine thực hiện phát súng thầm xa. Theo truyền thông Ukraine, phát súng lập kỷ lục được thực hiện bằng cách sử dụng Hirozon Loss chúa tể đường chân trời, một trong khẩu súng bắn tỉa công phá có thể thay đổi cỡ nòng với chiều dài lên tới 183cm của Ukraine. Trong khi đó, người Ukraine cung cấp súng bắn tỉa cho tiền tuyến tên là Yuri Cholokomorets viết trên trang Facebook của mình rằng ông biết người lính Ukraine đã bắn phát bắn kỷ lục đó nhưng không thể nêu tên và xác nhận vụ việc là sự thật. Ông thậm chí tiết lộ thêm rằng đây là phát bắn tỉa thứ hai bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa tới 3,8 km trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, lần trước đối phương chỉ bị thương, còn lần này quân Nga đã thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thẳng thừng bác bỏ mọi ý tưởng tiến hành đàm phán hòa bình với Nga, bất chấp tình hình khó khăn của quân đội Kyiv tại tiền tuyến. Ngày 21 tháng 11, trả lời phỏng vấn tờ San, ông Zelensky tuyên bố: "Đúng, trên chiến trường có khó khăn, nhưng kết bạn hay ngồi vào bàn ngoại giao bây giờ với Nga là điều sẽ không xảy ra." Đầu tháng 11, NBC dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin Mỹ và Liên minh châu Âu-EU đã bắt đầu đối thoại với Ukraine về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm tàng với Nga và những gì Kiev có thể phải từ bỏ nếu đạt được thỏa hiệp. Trong diễn biến khác, ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tới Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ để tái khẳng định sự ủng hộ của Berlin đối với Kiev trong xung đột với Nga. Bộ trưởng Pistorius đến Kiev bằng tàu hỏa và dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Ukraine cũng như Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Berlin, nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Kiev sau Washington, đang tìm cách đưa ra những lời trấn an sau khi việc chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về khả năng giảm hỗ trợ cho Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Pistorius tới Kiev kể từ khi ông trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Đức vào đầu năm nay và diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến đi không báo trước tới quốc gia Đông Âu. Ngoài các cuộc đàm phán chính trị, ông Pistorius sẽ tham gia lễ đặt vòng hoa tại quảng trường Maidan ở Kiev và thăm một trung tâm huấn luyện quân sự. Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Liên bang Nga, cựu chỉ huy lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Popko bị truy nã ở Nga vì bị cáo buộc làm thiệt mạng nhiều người và làm nhiều dân thường ở Donbass bị thương sau các đợt pháo kích. Trong khi đó, về phía Ukraine, bản dự thảo nghị quyết về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga và Belarus trong lĩnh vực công nghiệp quân sự trong thời hạn 50 năm đã được đệ trình lên Quốc hội Ukraine. Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga, ông Sergei Popko bị truy nã theo điều khoản của Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã đệ đơn tố cáo vắng mặt ông Popko vào tháng 8. Theo Bộ Nội vụ Liên bang Nga, từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 8 năm 2019, khi ông giữ chức chỉ huy lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Ukraine đã pháo kích vào các khu định cư dân sự của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan, làm hơn 180 người bị thương và thiệt mạng, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Hơn 370 cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng ở Donbass bị hư hại. Trong khi đó, tại Ukraine, bản dự thảo nghị quyết áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga và Belarus trong lĩnh vực công nghiệp quân sự trong thời hạn 50 năm đã được đệ trình lên Quốc hội Ukraine vào ngày 20 tháng 11. Theo bản dự thảo này, trong thời hạn 50 năm, các biện pháp trừng phạt đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp quân sự đối với Liên bang Nga và Belarus bao gồm cấm chuyển giao cho công dân Liên bang Nga và Belarus các công nghệ quyền sở hữu tài sản, Đồng thời, dự thảo nghị quyết cũng cấm cư dân Liên bang Nga và Belarus thực hiện các hành động nhằm lấy tài liệu bảo mật, thực hiện các hành động khác liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Bản dự thảo nghị quyết cũng đề xuất chấm dứt các dự án và chương trình công nghiệp chung trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng có sự tham gia của cư dân Liên bang Nga và Belarus liên quan đến quân sự và hàng hóa lưỡng dụng. Vào những ngày đầu xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, ông Zelensky đã đối mặt với âm mưu bị ám sát lần đầu tiên theo đó đội vệ sĩ của ông đã dùng rào chắn di động và ván ép để chặn xung quanh văn phòng tổng thống ngoài ra các trợ lý gần nhất với ông zelensky cũng được cấp súng và áo chống đạn một nguồn tin tiết lộ tình hình lúc bấy giờ ở văn phòng của tổng thống ukraine là vô cùng hỗn loạn những trợ lý thân cận nhất của ông đều được cấp súng và áo chống đạn khi các quan chức mỹ và anh đề nghị ông rời khỏi thủ đô vì sợ kiev sẽ thất thủ trong vài giờ đồng hồ ông đã đáp lại bằng câu nói được báo chí đăng tải rất nhiều sau đó tôi cần đạn, không cần đi nhờ. Sau đó, khi chiến sự nổ ra xung quanh Kiev, ông Zelensky bước ra khỏi nơi trú ẩn để quay đoạn video selfie nhằm khích lệ tinh thần người dân bằng cách chứng minh với họ rằng ông vẫn ở lại thủ đô. Gần 2 năm sau, ông Zelensky nói rằng có người vẫn rất muốn lật đổ ông. Ông còn biết mật mã của chiến dịch mới nhất và thời hạn để thực hiện chiến dịch này là cuối năm nay. Mật mã của chiến dịch này là Maidan 3, nó có nghĩa là thay đổi tổng thống, là tạm biệt có thể không phải bằng cách ám sát mà bằng thay đổi, ông nói. Đó là ý tưởng của họ, thời hạn là cuối năm, họ đã đặt tên cho chiến dịch. Nhưng các bạn thấy đấy, chúng tôi vẫn sống chung với điều đó, ông Zelensky nói. Tháng 8 năm nay, cơ quan tình báo Ukraine SBU cho biết đã phá một âm mưu ám sát ông Zelensky bằng cuộc không kích vào thành phố Mykolaiv ở miền Nam. SBU bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc tiết lộ thông tin cụ thể về chuyến thăm của ông Zelensky đến thành phố này một trong các trợ lý của ông Zelensky nói rằng đã có ít nhất một tá kế hoạch ám sát ông trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến. Nhưng khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn rằng đã vượt qua bao nhiêu vụ ám sát, ông Zelensky thừa nhận, tôi không biết. Ông cũng từ chối trả lời câu hỏi rằng Ukraine có thực hiện các vụ ám sát để đáp trả hay không. Nhiều người nổi tiếng ủng hộ Nga bị ám sát kể từ khi cuộc xung đột nổ ra mà lực lượng đặc biệt Ukraine bị nghi đứng sau. Tôi không thể nói với bạn bất kỳ chiến dịch đặc biệt nào của tình báo mật vụ hay các lực lượng đặc biệt Ukraine, ông Zelensky nói. Thưa quý vị, trở lại với xung đột Israel-Hamas, giải Gaza hiện là một địa ngục không thể sống được với những đống gạch vụn. Theo nhà xã luận Tedron của kênh Postcard DMZ America, mục đích chiến dịch trả đũa của Israel không phải là giết người mà muốn san phẳng Gaza. Theo nhà xã luận Ted Rowe của kênh Podcast DMZ America, mục đích chiến dịch đáp trả của Israel không phải là giết người mà muốn san phẳng Gaza. Hầu hết các loài sinh vật trên thế giới không bị tuyệt chủng vì bị săn lùng đến chết, mà bởi vì môi trường sống của chúng bị phá hủy. Ông Ted Rowe tin rằng, Mục tiêu chiến tranh của Israel ở giải Gaza là phá hủy nhiều nhất có thể các tòa nhà chung cư, cửa hàng, trường học, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng khác, khiến vùng lãnh thổ này trở thành một nơi không thể sinh sống được. Theo Liên Hợp Quốc, 45% số nhà ở ở giải Gaza bị hủy hoại hoàn toàn. Khoảng 1,5 triệu trong tổng số 2,3 triệu dân phải di rời khỏi chỗ ở của mình, trở thành người vô gia cư và sống cơ nhỡ trên đường phố. Chỉ một trong số 18 bệnh viện ở phía bắc Gaza, khu vực đông dân nhất của giải Gaza cho đến 6 tuần trước vẫn còn hoạt động. 4 tuần sau chiến tranh, 61% tổng số việc làm ở Gaza, một trong những nơi vốn dĩ có tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói cao ngất ngưỡng, biến mất thử tưởng tượng rằng những người kêu gọi một lệnh ngừng bắn đạt được mục đích và ngay lập tức có hiệu lực vào ngày mai tuy nhiên lúc đó ngay cả khi israel nói với người dân gaza rằng họ có thể trở về nhà an toàn thì một nửa dân số đã không còn nơi để về thậm chí khi có nhà trở về nhiều công trình ở trong tình trạng hư hỏng nặng nửa còn lại thì không có nước điện nhiên liệu dịch vụ internet để cho người dân tiếp tục cuộc sống sinh hoạt họ không có cửa hàng để đến mua thực phẩm quần áo hay bất kỳ thứ gì khác họ cũng không có việc làm để kiếm thu nhập, để đi mua những đồ thiết yếu đó. Không có trường học cho con cái đến trường, không có bệnh viện để chữa trị khi ốm đau hoặc bị thương. Một phóng viên từng sống ở Gaza trước khi xảy ra xung đột đã mô tả khung cảnh tại Gaza đã bị biến dạng sau 42 ngày không kích và gần 3 tuần Israel triển khai chiến dịch trên bộ. Anh chia sẻ nhiều lúc anh còn không xác định được vị trí mình đang ở vì nơi nào cũng đổ nát giống nơi nào. Trong khi đó, một nhà báo khác đưa tin, phía bắc Gaza đã biến thành một bộ xương, Nhà báo giấu tên chia sẻ, đứng trên phố Salah Al ở thành phố Gaza, một tuần trước tôi nhìn thấy những tòa nhà đổ nát ở mọi hướng. Sẽ không có ai có thể sống trong vùng thảm họa như vậy. Israel, Ả Rập Xê út hay bất kỳ bên nào khác dường như sẽ không lao vào dọn dẹp mớ hỗn độn này. Phe cánh tả chống chủ nghĩa phục quốc do Thái tin rằng Israel đang lên kế hoạch cho một NPA 2.0, một cuộc cưỡng bức di rời người dân Palestine khỏi Gaza. Trong một bản ghi nhớ nội bộ của chính phủ Israel bị do dỉ mới đây, ý tưởng về cơ hội duy nhất và hiếm có để sơ tán toàn bộ giải Gaza với sự phối hợp của chính phủ Ai Cập được đề cập. Tất cả những điều này dẫn đến một kết luận không thể tránh khỏi. Sau khi giải Gaza không còn người dân Palestine, Israel sẽ sáp nhập nó. Mặc dù việc sáp nhập chắc chắn là mục tiêu, song theo nhà bình luận Ted, Israel không có ý định giết tất cả người Palestine hoặc trục xuất họ bằng vũ lực. Nếu hành động triệt để như vậy, Israel sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế, thậm chí đứng trước nguy cơ bị đồng minh Mỹ cắt đứt quan hệ. Để đạt được mục tiêu, không còn cách nào khác là Israel phải làm cho người Palestine tự nguyện rời bỏ Gaza. Giải Gaza hiện là một địa ngục không thể sống được với những đống gạch vụn bao phủ hàng ngàn xác chết. Điều này thúc đẩy các làn sóng bệnh dịch như bệnh lao và bệnh tả lây lan nhanh. Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Euro Địa Trung Hải, việc tiếp xúc với thi thể đang phân hủy, quần áo bẩn và dụng cụ bị ô nhiễm có thể lây lan bệnh viêm gan, bệnh lao và HIV, đồng thời ô nhiễm nguồn cung cấp nước ngầm. Chim các loài động vật gặm nhấm và côn trùng ăn xác người làm lây lan các bệnh khác, bao gồm bệnh sốt rét. Những công trình đổ nát không thể xử lý ngay lập tức. Quá trình ra soát chuyên nghiệp bom và vật liệu chưa nổ sẽ mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Ngay sau ngày 7 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thả tờ rơi xuống phía bắc Gaza, ra lệnh cho người dân sơ tán về phía nam, một vùng an toàn. Hầu hết mọi người đều tuân thủ. IDF nhanh chóng kiểm soát miền Bắc. Giờ đây, một đợt chuyến đơn thứ hai đang rơi xuống phía đông Khan Yunis, thành phố lớn nhất ở miền nam Gaza, yêu cầu người dân chạy từ đông nam sang tây nam để tránh một vụ ném bom giải thảm. Rõ ràng, người Israel đang dồn người Palestine về phía hướng cửa khẩu Rafah vào Ai Cập một khi người tị nạn gaza tập trung trước cổng rafah israel sẽ mở cửa biên giới người palestine sẽ tràn vào và băng qua bán đảo sinai để có được một chỗ ở mới hy vọng về một tương lai nhìn trước được tương lai đó trong một tuyên bố gần đây tổng thống ai cập abdel fattah el sisi nhấn mạnh những gì đang xảy ra ở gaza là một nỗ lực buộc dân thường phải tị nạn và di cư đến ai cập điều này không thể chấp nhận được tuy nhiên ai cập vẫn không thể làm được gì để ngăn chặn điều đó Tổng thống Xi, lưu ý kịch bản như vậy sẽ khiến bán đảo Sinai trở thành căn cứ để phát động các hoạt động chống lại Israel. Nếu dự đoán của nhà lãnh đạo Xi thành hiện thực thì đó sẽ là một cái kết giành chiến thắng đậm cho Israel. Họ sẽ dọn dẹp đống đổ nát và biến Gaza thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển, đẩy mối nguy tên lửa từ Hamas ra xa các trung tâm dân cư lớn của Israel hơn. Theo thông tin từ tại Tel Aviv, thỏa thuận sẽ bao gồm 5 ngày ngừng bắn với điều kiện Lực lượng Hamas thả 50 con tin là dân thường Israel và người nước ngoài để đổi lấy việc chính quyền Israel trả tự do cho 300 trẻ em và phụ nữ Palestine đã bị giam giữ. Trong số 50 con tin được thả sẽ không có quân nhân. Hamas cũng nêu rõ rằng việc tạm ngừng chiến sự sẽ đi kèm với việc đình chỉ hoàn toàn các chuyến bay của Israel trên bầu trời dại Gaza, ngoại trừ khu vực miền Bắc nơi Tel Aviv sẽ hạn chế các hoạt động bay 6 giờ mỗi ngày. Theo phong trào Hồi giáo Hamas, 300 xe tải cho thực phẩm, vật tư y tế và nhiên liệu sẽ được phép vào toàn bộ khu vực trong giải Gaza. Hamas cũng thông báo sẽ trao trả số con tin cho Israel theo từng đợt, mỗi ngày thả 10 người. Trước đó, trong tuyên bố gửi tới các phương tiện thông tin đại chúng, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh cho biết hai bên đang tiến gần với việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, các nguồn giấu tên từ Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad Palestine xác nhận rằng hai lực lượng này đã nhất trí về các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn. Theo phía Israel, Hamas hiện đang giữ khoảng 240 con tin kể từ khi bùng phát xung đột ngày 7 tháng 10 vừa qua. Thời gian qua, cuộc thảo luận một thỏa thuận thả con tin giữa Israel và Hamas đã được bàn tán sôi nổi trong nhiều ngày. Phát biểu với hãng tin ABC, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jonathan Finner cho biết, hàng chục con tin có thể sẽ được trao trả tự do như một phần của một thỏa thuận giữa hai bên với sự trung gian của Qatar. Theo ông Finner, trong khi các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận, các cuộc đàm phán đã đạt tới một giai đoạn hết sức nhạy cảm, mặc dù không tiết lộ các chi tiết của thỏa thuận trên. Ông Finner cho biết, Mỹ tin rằng phần lớn các con tin vẫn còn sống và một số lớn những người này có thể sẽ được trao trả tự do theo thỏa thuận trên. Hamas đã bắt giữ khoảng 240 người làm con tin sau cuộc tấn công nhắm tới Israel vào ngày 7 tháng 10. Trong số các con tin, có công dân của Israel, Mỹ và một số nước khác và mới chỉ có một số ít được trả tự do. Trong vòng hơn một tháng qua, giới chức Mỹ cho biết họ ưu tiên việc đưa các con tin ra khỏi Gaza. Trong khi đó, trong vòng đàm phán mới nhất, đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog cho biết một thỏa thuận có thể đạt được trong những ngày tới. Đại sứ Herzog cũng lưu ý các bên đang thảo luận ngừng bắn trong một số ngày để các con tin có thể được trao trả tự do. Tại khu vực biên giới Israel-Liban, truyền thông Liban cho biết, các cuộc không kích và pháo kích của quân đội Israel và miền Nam Liban trong ngày vừa qua đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 nhà báo và 4 dân thường. Đặc biệt, quân đội Liban lần đầu tiên xác nhận một trung tâm chỉ huy của lực lượng này đã trở thành mục tiêu tấn công của không quân Israel, đánh dấu bước gia tăng mới đáng lo ngại trong chuỗi giao tranh qua biên giới kéo dài hơn một tháng qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Trong chiến dịch tấn công tổng lực vào giải Gaza, tối 21 tháng 11, quân đội Israel xác nhận có 16 binh sĩ và sĩ quan tử trận trong các hoạt động chiến đấu mới nhất tại Gaza trong 72 giờ trước đó nâng tổng số quân nhân Israel thiệt mạng tại Gaza kể từ đầu chiến dịch lên tới 70 binh sĩ. Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine cho biết, tổng thương vong do các cuộc tấn công của quân đội Israel gây ra tại Gaza đã lên tới hơn 47.000 người, trong đó 14.128 người thiệt mạng và hơn 33.000 người bị thương. Trẻ em và phụ nữ chiếm 70% số thương vong. Cùng ngày, Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Nhà báo CPJ công bố số liệu cho biết Kể từ đầu xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ngày 7 tháng 10, có 53 nhà báo và nhân viên truyền thông quốc tế thiệt mạng, 46 người trong số này là công dân Palestine và tác nghiệp tại giải Gaza. Ngoài ra có 3 nhà báo bị mất tích và 18 người khác bị bắt giữ, số bị thương là 11 người. Theo tờ El País, mối lo ngại rằng cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza sẽ lan rộng khắp khu vực đã phần nào trở thành hiện thực. Kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công chết chóc vào ngày 7 tháng 10, Israel đang phải đối mặt với các mặt trận tấn công mới nằm bên ngoài vùng đất của người Palestine nhưng lại hướng vào trong lãnh thổ của người Do Thái. Ông Benny Gantz, cựu bộ trưởng quốc phòng Israel và hiện là thành viên của nội các chiến tranh, thừa nhận rằng đất nước của ông hiện đang trong một cuộc chiến trên nhiều mặt trận. Ở phía Bắc, sự gia tăng của các cuộc đụng độ ở biên giới Liban-Israel đã mở ra mặt trận thù địch lớn nhất và bùng nổ nhất sau cuộc xung đột ở giải Gaza. Kể từ ngày 7 tháng 10, 90 người, trong đó 70 người là thành viên của lực lượng Hezbollah đã thiệt mạng trên lãnh thổ Liban. Các cuộc đấu rocket giữa quân du kích dòng CIA và pháo binh Israel ở cả hai bên đường xanh, đường phân chia giữa hai quốc gia vẫn đang có chiến tranh về mặt kỹ thuật, đang trở nên căng thẳng hơn và sâu rộng hơn mỗi ngày. Ông Justice Cooper Weiser, người từng đứng đầu bộ phận nghiên cứu tình báo của IDF, tin rằng sự gia tăng trên mặt trận Liban đang diễn ra một cách có kiểm soát. Ông này nhận định một hội nghị dành cho các nhà báo nước ngoài ở Jerusalem rằng, sau khi Israel xâm nhập vào thành phố Gaza, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều cuộc đối đầu hiếu chiến hơn ở biên giới Liban. Cũng ở mặt trận phía Bắc, Israel còn có các đối thủ khác như lực lượng dân quân Palestine lưu vong ở Liban, liên kết với cả Hamas và Đảng Fatah. Từ Syria, trên biên giới với cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Lực lượng viễn trinh của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng đóng vai trò quan trọng. Xa hơn, lực lượng dân quân CIA của Iraq cũng đang tấn công các căn cứ Mỹ dùng để bảo vệ các đồng minh của mình ở Trung Đông, trong đó có Israel. Lãnh đạo Hezbollah Narasla cũng cho biết trục kháng chiến đang kiềm chế Israel bằng các hoạt động ngăn chặn ám chỉ các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen nhằm vào mũi phía nam lãnh thổ Israel. Ông này cho biết Israel đã buộc phải chuyển một phần hệ thống phòng không của mình tới khu vực Eilat. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng trên vịnh Aquaba, lối vào biển đỏ của Israel. Máy bay không người lái cảm tử, các vụ phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ Yemen đã làm tăng gấp đôi mối đe dọa đối với lãnh thổ Israel. Chính xác là ở khu vực mà hơn 60.000 thường dân Israel đã sơ tán đến từ các vùng giáp giải Gaza. Đối phó với mối đe dọa từ Biển Đỏ, Israel đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng thủ Iran mới. Phiên quân Houthi đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, một số trong đó đã tấn công lãnh thổ Ai Cập gần đó. Từ Biển Đỏ, Ả Rập Xê Út và Mỹ cũng đang che chắn cho Israel khỏi các cuộc tấn công của phiến quân Yemen. Tàu khu trục Kane của Mỹ được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis đã đánh chặn một số tên lửa và máy bay không người lái do hậu thị phóng. Israel đã triển khai binh lính ở biên giới với Liban và Syria cũng như ở ven Biển Đỏ. Đồng thời, nước này đã tăng cường hiện diện quân sự tại các khu vực do chính quyền dân tộc Palestine kiểm soát về mặt lý thuyết. Ở bờ Tây, nơi đã bị Israel chiếm đóng trong 56 năm, ông Cooper Wessler cho biết hoạt động triển khai quân sự rất mạnh mẽ ở phía Bắc, xung quanh Jenin. Chuyên gia Cooper Wesher nói, Hamas đặt nhiều kỳ vọng vào việc mở rộng ảnh hưởng của mình ở bờ Tây và trong cộng đồng người Ả Rập ở Israel với 20% dân số gốc Palestine, nhưng những người này hiện vẫn bình tĩnh. Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kêu gọi thả tất cả những người dân thường bị giam giữ và ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Lời câu gọi được đưa ra trong bài phát biểu của ông tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo BRICS. Xin Hua dẫn lời ông Tập. Tất cả các bên trong cuộc xung đột cần ngừng bắn và chấm dứt thủ địch ngay lập tức, chấm dứt mọi bạo lực và tấn công nhằm vào dân thường, đồng thời thả những người dân bị giam giữ để tránh thiệt hại về người và gây thêm đau khổ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế để giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas. Trong khi đó, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh cho biết họ đã gần đạt thỏa thuận ngừng bắn với Israel qua đó làm tăng hy vọng nhiều con tin sẽ được thả. Hãng tin AFP dẫn lời ông Hanyen nói, ngày 21 tháng 11, chúng tôi sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trước mắt, ông Izad Oris, một thành viên cấp cao của văn phòng chính trị Hamas, cho biết thỏa thuận sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn, bố trí xe tải viện trợ cung cấp hàng cho tất cả khu vực ở giải Gaza và chuyển người bị thương sang các nước khác để điều trị. Cụ thể hơn, lệnh ngừng bắn có thể kéo dài 5 ngày, bao gồm trên bộ và giới hạn các hoạt động không quân của Israel và miền nam Gaza. Thỏa thuận cũng bao gồm việc trao đổi tù nhân. Theo đó, Israel sẽ thả khoảng 300 người Palestine ở các nhà tù Israel nhằm đổi lấy 50 đến 100 con tin dân sự và nước ngoài đang bị Hamas giam giữ. Theo đài Al Jazeera, trong vài ngày qua, tức giận và tuyệt vọng là cảm xúc của gia đình, những người bị Hamas giam giữ. Họ yêu cầu chính phủ Israel phải đưa ra câu trả lời cụ thể về việc giải cứu con tin. Ở Gaza, một thỏa thuận ngừng bắn có thể mang lại chút thời gian bình yên cho người dân giải đất này. Họ đã sống hơn 6 tuần dưới sự bắn phá dữ dội của Israel và chiến dịch mở rộng trên bộ của Tel Aviv. Trong nhiều tuần qua, quân đội Israel và các tay súng của lực lượng Hezbollah đã giao tranh quyết liệt ở biên giới Liban-Israel. Cuộc động độ đã gây thương vong cho cả những người dân thường Liban. Tuy nhiên, các chính trị gia và chuyên gia Liban tin rằng Beirut chưa sẵn sàng bước vào cuộc xung đột kéo dài với Israel. Tiến sĩ Ohanit Gugzian, phó giáo sư nghiên cứu chính trị và giải quyết xung đột tại Đại học Mỹ ở Beirut nhận định, bất chấp việc quân đội Israel thường xuyên pháo kích vào các khu vực đông dân cư ở miền nam Liban, gần biên giới Israel, nước này vẫn chưa sẵn sàng bị lôi kéo vào một xung đột toàn diện với nước láng giềng theo ông Gupjian khu vực phía nam Liban chưa được chuẩn bị để tiếp tục tham gia vào các hoạt động thù địch với Israel hơn nữa beirut hoàn toàn chưa sẵn sàng đối phó với diễn biến như vậy lập trường của một số đảng phái ở Liban và chính phủ lâm thời hiện tại không ủng hộ chiến tranh với Israel trong bối cảnh đang đối mặt với khủng hoảng tài chính và kinh tế nghiêm trọng đất nước này không thể đối phó với hậu quả của một xung đột khác ông Gupjian giải thích Liban đang trên bờ vực sụp đổ và chính phủ lâm thời khó có đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu của người dân. Hơn nữa, chúng tôi không ở năm 2006 khi các quốc gia vùng Vịnh vẫn còn tài trợ cho việc tái thiết các khu vực bị tàn phá và cơ sở hạ tầng của đất nước. Tuy nhiên, ông Aman Abu Zeid, cựu thành viên quốc hội Liban, cựu cố vấn của cựu tổng thống Liban Michel Aoun, về các vấn đề Liban Nga cho rằng người dân Liban sẽ cùng nhau chung tay chống lại bất kỳ hành động thù địch nào từ phía Israel, nhưng chắc chắn sẽ không bước vào xung đột ngay cả khi phải sống trong hoàn cảnh tài chính và xã hội khó khăn. Một số đảng phái ở Liban đã viết đơn phản đối khả năng Liban vướng vào xung đột khu vực. Người dân cũng gửi thư trực tuyến kêu gọi chính phủ không bị lôi kéo vào xung đột. Bức thư đã thu thập được 9.333 chữ ký. Tuy nhiên, cuộc pháo kích của Israel vào biên giới phía nam Liban đã gây nhiều thương vong. Cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế đang diễn ra ở Liban cũng đặt ra câu hỏi liệu các chính trị gia nước này có thể ngăn chặn chiến tranh gia tăng hơn nữa hay không. Theo ông Gugzian, các đảng phái ở Liban và một số lượng lớn chính trị gia không thể ngăn chặn xung đột gia tăng. Điều này xảy ra do tình trạng bất ổn của chính phủ và ảnh hưởng chính trị yếu kém. Ông giải thích quyết định chiến tranh là đặc quyền của Hezbollah và Iran. Tuy nhiên, Hezbollah cũng không ủng hộ tình trạng gia tăng vì họ chưa sẵn sàng giải quyết những tác động của chiến tranh hiện một xung đột hạn chế đã xảy ra dọc biên giới Israel nhằm giảm bớt áp lực quân sự của Tel Aviv ở Gaza. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Mỹ đã gửi thông điệp rõ ràng tới tất cả các bên, bao gồm cả Israel, không gia tăng vì điều đó sẽ khiến xung đột lan ra toàn khu vực. Bối cảnh chính trị và xã hội của Liban được định hình phức tạp bởi các yếu tố tôn giáo. Điều này có nghĩa là các nhóm tôn giáo khác nhau trong nước không chỉ duy trì những niềm tin khác nhau, mà còn khác nhau về mong muốn chính trị. Do đó, điều này đặt ra thêm nhiều thách thức cho xã hội Liban. Tuy nhiên, cựu nhà lập pháp Liban Aman Abu Zeid nhấn mạnh, bất kể đảng phái tôn giáo hay chính trị nào, tất cả người dân Liban đều thống nhất ủng hộ người dân Palestine và khát vọng đối với một nhà nước Palestine độc lập. Chính trị gia Zeid cho hay, dù tôi là người theo đạo Thiên Chúa hay người theo đạo Hồi thì cũng như vậy, tất cả chúng tôi đều ủng hộ người Palestine. Chúng tôi có gần 400.000 người Palestine, người tị nạn ở Liban và chúng tôi ủng hộ quyền trở về quê hương của người Palestine về đất nước của họ nơi họ đã sống trước năm 1948. Vì vậy, tôi tin rằng điều tốt nhất cần làm là những nỗ lực chính trị, ngoại giao từ tất cả các quốc gia liên quan, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu gây áp lực lên tất cả các bên để đạt được khả năng này, rằng chúng ta đang đạt được hoặc có một nhà nước Palestine độc lập thực sự để giúp toàn khu vực này được sống trong hòa bình trong nhiều năm tới. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh ngày 21 tháng 11 cho biết, các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã sử dụng một quả tên lửa đạn đạo tầm gần để tấn công quân đội Mỹ và liên quân ở căn cứ không quân Al Asad ở Tây Iraq. Vụ tấn công đã khiến 8 quân nhân bị thương. Ngay sau cuộc tấn công, Mỹ đã sử dụng một chiếc máy bay quân sự AC-130 nhằm không kích một chiếc xe quân sự và tiêu diệt một số tay súng thân Iran. Đây là lần thứ 66 quân đội Mỹ ở Iraq và Iran bị các lực lượng ủy nhiệm của Iran tấn công. Từ ngày 17 tháng 10, khoảng 70 binh sĩ Mỹ đã bị thương nhẹ trong các cuộc tấn công này. Tuần trước, Mỹ đã không kích một kho vũ khí và một trung tâm chỉ huy ở Syria mà Mỹ cho rằng được sử dụng bởi các nhóm thân Iran nhằm phát động các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Mỹ. Trước đó, hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nơi binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria làm dấy lên lo ngại Washington có thể đáp trả và bước chân vào cuộc xung đột tại Trung Đông. Một chiếc máy bay không người lái đã phóng tới căn cứ không quân Ebin tại Iraq hồi tháng trước. Nó chọc thủng hệ thống phòng không của Mỹ rồi đâm vào tầng 2 của doanh trại binh sĩ Mỹ đồn trú. Thiết bị chứa đầy chất nổ đã không phát nổ và chỉ có một quân nhân bị chấn động do va chạm. Vụ việc này nằm trong 40 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa riêng biệt nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria trong 3 tuần qua để đáp trả sự hỗ trợ của Mỹ đối với Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Tổng cộng có 3.400 lính Mỹ đang đóng quân ở Iraq và Syria. Hệ thống phòng không của Mỹ tại Iraq và Syria đã chặn được nhiều tên lửa và máy bay không người lái tấn công. Ông David Senker, tại Viện Nghiên cứu Chính sách Cận Đông Washington, Mỹ cảnh báo rằng khả năng xảy ra một cuộc tấn công lớn lôi kéo Mỹ vào một cuộc xung đột là mối lo ngại rất thực tế. Ông cho rằng những kẻ tấn công có mục đích chính là quấy rối thay vì tiêu diệt số lượng lớn quân nhân Mỹ, nhưng còn rất nhiều điều họ có thể làm. Không rõ Tổng thống Joe Biden sẽ phản ứng như thế nào trước một cuộc tấn công lớn khiến nhiều binh sĩ Mỹ tử vong. Hãng thông tấn Reuters Anh nhận xét, cho đến nay, Tổng thống Biden vẫn tìm cách hạn chế vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột, chủ yếu đảm bảo viện trợ quân sự cho Israel. Chính phủ Iraq và Iran chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters về các cuộc tấn công nhằm vào nơi binh sĩ Mỹ đồn trú và nguy cơ leo thang căng thẳng. Biến động tại Trung Đông nổ ra sau nhiều năm, Mỹ liên tục rút các tài sản quân sự khỏi khu vực này, bao gồm cả hệ thống phòng không, trong bối cảnh Washington tập trung vào xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng với Trung Quốc. Hai năm trước, Mỹ đã rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan và Taliban tiếp quản đất nước này kể từ đó đến nay. Phản ứng của Tổng thống Biden cho đến nay vẫn rất thận trọng. Nhà lãnh đạo Mỹ đã ra lệnh tấn công vào hai cơ sở lưu trữ vũ khí ở Syria vào tháng trước khi chúng không có người. Nhưng ông chưa ra lệnh cho bất kỳ cuộc tấn công nào ở Iraq. Vừa qua, Tổng thống Biden tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công tương tự ở Syria và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo, chúng tôi đề xuất chống lại bất kỳ sự leo thang nào. Mỹ đã triển khai hai nhóm tấn công tàu sân bay đến Trung Đông và thậm chí còn thực hiện bước đi hiếm hoi vào cuối tuần qua khi thông báo một tàu lớp Ohio đã di chuyển đến khu vực. Theo các quan chức, ngoài việc gửi các hệ thống phòng không như Patriot, quân đội Mỹ cũng đang thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ hàng chục nghìn binh sĩ của mình trong khu vực. Các biện pháp có thể bao gồm tăng cường an ninh tại các căn cứ quân sự của Mỹ qua đẩy mạnh tuần tra, hạn chế tiếp cận và tăng cường thu thập thông tin tình báo. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Bản tin Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!